Chứ ai chỉ rau vườn ngó hay là muốn ở ngoài là chị làm theo cái phương thức đó, là tôi nói với Chúa Trời cho mình rau cỏ để mình ăn, thì mình lấy những cái thực vật đó để mình trị mình, chứ mình đừng có dùng cái hóa chất. Thế là tôi sống lại được 14 năm đó. Thì trong lúc đó tôi 14 năm đó thì thằng mình nó đón con nó về, thì tôi chăm sóc con nó. Hôm nay là nó ở mấy nhỏ nhà tôi 10 năm rồi. Mai nó xa con nó mấy năm rồi.